Rồi, đây là một quả flash để mình support đồng đội đang ở toilet ha mọi người. Thì cái quả flash này mình đứng ở cái vạch cam cam này, hoặc đứng phía trước chút xíu cũng được. Khi mình chạy tới gần bãi cỏ thì mình ném ha. Thì mình sẽ am vào ở đây, mình thấy cái vết bớt ha. Đây có nguyên cái đường dọc này đi xuống nè. Đây chỗ tối màu ha. Rồi mình cứ am vào đó. Mình tới bãi cỏ này ném. Thì chủ yếu là cái người đang đứng trong đây nè. Thì cái quả flash này nó bay lên thì nó sẽ mù rất là nhiều góc ha, connect nè, ở trên chỗ party nè, hoặc là chỗ fountain đang dòm ra thì sẽ bị mù hết. Giống như giả sử mình đang đứng ở dưới connect đi, nhưng mình đang muốn dòm lên, thằng dưới đang dòm lên biết cái thằng đang toilet á, thì flash là trắng xóa luôn ha. Thì nó giúp đồng đội biết được cái thằng connect trước rồi đang dòm qua fountain rồi dòm lên cái party. Rồi thậm chí là mình có thể cùng vị trí đó mình flash long cũng được để đồng đội ra check long, thì cũng đúng ở ngay vị trí đó luôn, nhưng mà mình am đâu đó khoảng giữa cái cây với cái máy này ha, nói miễn là đừng có đụng hai bên là được. Đâu đó khoảng giữa, mình đâu đó khoảng dưới cái vùng cam cam này, chạy tới ném thì nó cũng sẽ nổ phía trên ha, ngay phía trên chỗ đồng đội đang đứng bụp đó, phải xong mình dạt ra. Nhưng mà chỉ mù những thằng nào đang ở gần thôi ha, chứ còn là thằng ở xa quá thì nó chỉ nhán lên cái thôi.